Hà Cúc Kinh đã kiếm 10 tỷ 230 triệu ở tuổi 40 như thế nào? Nghe đến đây là nhiều bác cũng đang hóng đúng không? Đấy là Hà Cúc Kinh của năm 40 tuổi, chứ Hà Cúc Kinh bây giờ mới có 32 tuổi thôi và đang ngồi mơ đây này. Thôi, kệ việc năm 40 tuổi kiếm được bao nhiêu tiền đi. Hôm nay làm nem hải sản ăn cái đã. Chuyện hôm nay ăn gì còn chưa nghĩ ra đây, nữa là chuyện năm 40 tuổi. Trước khi đi vào làm hải sản thì mình hấp khoai tây trước. Làm nem mà cho khoai tây nghe là hơi sai sai đúng không? Nhưng mà ăn lại không sai tí nào luôn. Lần đầu tôi thử đấy mà ngon lắm luôn. Nói là nem hải sản nghe cho nó sang con người thế thôi. Chứ nguyên liệu hải sản của tôi chỉ có tôm và mực. Bác nào mà có điều kiện có thể thêm thịt cua và thịt ghẹ nha. Mực mình làm thật sạch đi rồi thái hạt lựu ra. Cả phần thân và râu đều như vậy. Mình thái to to một chút, đến lúc nem chín ăn mới nhai được miếng mực. Vì mực khi chín nó co lại, nếu mà thái nhỏ quá lúc ăn là không cảm thấy gì đâu. Phần tôm mình bóc vỏ, bỏ đầu và chỉ lưng đi rồi thái hạt lựu ra. Có một mẹo bóc tôm sống dễ, đấy là trước khi bóc tôm thì mình cho tôm vào ngăn đá vài tiếng. Tôm đông lại sẽ dễ bóc hơn. Mẹo này là tôi mới được anh Giai bán hải sản chỉ cho đấy. Người đâu mà vừa đẹp dai lại còn bán hải sản nữa chứ. Có bác nào hồi trẻ hay bị ảo tưởng giống tôi không? Đi học có bạn nào đẹp dai mà liếc qua mình cái thôi là tưởng bạn ấy thích mình lắm rồi. Khổ lắm, nhan sắc thì cũng thuộc hàng trung bình thôi, nhưng được cái tự tin lại còn ảo tưởng. Mà chuyên ảo tưởng dai đẹp thích mình thế mới hài. Được cái ông trời không cho mình mặt đẹp nhưng lại cho mình mặt dày. Thích bạn dài nào là chủ động tán luôn. Ấy thế mà buồn, suốt 12 năm đi học có tán được bạn nào đâu. Tán mãi dài chả đổ, lên đại học chán chán chả buồn tán nữa. Thế mà chán được mỗi năm đầu, sang năm 2 tán anh dài cùng xóm trọ. Anh đổ phát một, say như điếu đổ. Đổ phát dính hơn keo dính chuột, dính đến bây giờ là hơn chục năm rồi đấy. Kể chuyện ngày xưa thì có mà hết ngày. Các bác thích nghe chuyện gì thì gợi ý đi, tôi nhớ lại tôi kể cho mà nghe. Thôi quay lại món nem hải sản nha. Trong khi hấp khoai tây tôi đã thái xong mực, tôm, nấm hương, cà rốt và hành củ rồi. Khoai tây đã chín rồi, trong lúc khoai tây vẫn còn nóng thì mình nghiền nhuyễn ra. Khoai tây để nguội khó làm nhuyễn lắm nên là các bác tranh thủ làm lúc khoai nóng nhé. Mình sẽ cho khoai tây nghiền nhuyễn vào cùng với tô nhân hỗn hợp rồi trộn đều lên. Các bác dùng tay bóp nhẹ để cho khoai tây, hải sản, nấm và cà rốt trộn lẫn vào nhau. Sau đó thì mình sẽ cho gia vị vào. Gia vị món này sẽ khác một chút so với gia vị nem thông thường mình làm. Với nguyên liệu là nửa cân tôm, nửa cân mực, tôi dùng 2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê tiêu, 1 thìa canh sữa đặc, khoảng 3 thìa canh mayonnaise. Mình trộn đều lên rồi bắt đầu gói. Lưu ý món này khi trộn gia vị xong là mình gói liền nha, để lâu là phần nhân nó bị chảy nước á. Phần cuốn nem mình sẽ cuốn như nem thông thường thôi. Bánh tráng tôi dùng ở đây là bánh cuốn bò bía. Bánh này được cái mềm, dễ gói, nhưng mà vì thế mà nem cuốn xong rất là nhanh mềm luôn. Các bác có thể cuốn bằng bánh tráng khác cũng được. Nem hải sản mình sẽ chiên xù nha các bác. Phần bột ướt các bác dùng cho tôi 2 quả trứng gà, thêm một chút nước, khuấy tan và thêm bột chiên giòn vào. Khuấy cho bột thật mịn, khuấy mà bột không mịn được thì các bác cứ rây qua là nó mịn liền. Mình nhúng nem vào bột ướt rồi lan qua bột chiên xù. Các bác làm nhẹ tay thôi chứ em này nó mong manh lắm. Để khi chiên nem được dính nhiều bột chiên xù nhất thì các bác nhớ đun dầu thật nóng lên mới thả nem vào chiên. Nếu như dầu chưa nóng ra mà các bác đã thả nem vào chiên là phần bột nó bị bong ra nhiều đấy. Để cho nem giòn được lâu thì các bác chiên 2 lần. Lần 1 mình chiên vàng sơ thôi rồi vớt ra. Để nem nguội bớt rồi cho vào chiên lần 2. Nhưng mà trước khi chiên mình nhớ lọc dầu đi, để mà phần bột dư trong dầu nó cháy sẽ dính vào nem vừa không đẹp lại vừa không ngon nha.